Hiệu suất kém của xe tăng chủ lực Leopard ở Ukraine đang gây tổn hại cho nhà sản xuất Rheinmetall của Đức. Theo nguồn tin tình báo quân sự Mỹ, Ukraine đã nhận được 71 xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 như đã hứa từ phương Tây, 5 trong số đó đã bị phá hủy hoàn toàn và ít nhất 10 chiếc khác bị hư hỏng nặng, phải gửi chúng trở lại trạm sửa chữa ở Ba Lan và Đức. Kiev đã được hứa hẹn sẽ nhận được 104 chiếc Leopard 2 với nhiều cấu hình khác nhau, phần lớn trong số đó là thiết kế A4 cũ hơn với pháo, tháp pháo và giáp tháp pháo, kém hơn so với các mẫu mới hơn. Ngoài ra, 178 xe tăng Leopard 1 cũng đã được hứa hẹn sẽ đến Kiev, nhưng mới chỉ có một số lượng nhỏ được giao, 96 chiếc còn lại được cất giữ ở Thụy Sĩ, sau khi Bern từ chối cho phép nhà thầu quốc phòng IUAG chuyển chúng sang Ukraine. Không rõ có bao nhiêu chiếc Leopard 2 đã tham gia chiến dịch phản công bắt đầu vào tháng 6, nhưng theo chuyên gia Erasmussen, trung tá lục quân Mỹ đã nghỉ hưu, chúng hoàn toàn không thể là những kẻ thay đổi cuộc chơi như người ta tưởng tượng. Ông Rasmussen cho biết hôm 29 tháng 8, tôi không nghĩ rằng hầu hết các hệ thống của NATO đã được chuẩn bị cho loại chiến tranh hoặc loại xung đột mà chúng ta đang thực sự chứng kiến. Điều kiện khí hậu, đất đai cũng hoàn toàn khác nhau. Vì vậy, khả năng quân sự của Nga đã tỏ ra hiệu quả hơn nhiều so với các phương tiện và vũ khí phương Tây cung cấp cho Kiev, ông Rasmussen nói và nhấn mạnh rằng sẽ không có vũ khí nào có thể giúp Kiev thay đổi cuộc chơi. Rasmussen lưu ý trong các cuộc xung đột khác nhau ở Trung Đông, nơi chúng được sử dụng, xe tăng Leopard 2 chưa bao giờ phải đối mặt với kiểu chiến đấu này. Được giới thiệu vào cuối những năm 1970, chiến tranh đã thay đổi trong nhiều thập kỷ kể từ khi xe tăng được thiết kế. Leopard được đưa vào sử dụng lần đầu tiên vào đầu những năm 1980, và Leopard 2 cũng đã được nâng cấp theo thời gian, và đó là loại phức tạp nhất mà Đức có. Nhưng chiến tranh đã thay đổi, đạn dược đã thay đổi, họ có thể cần một số nâng cấp lớn về thiết kế. Dựa trên một số khả năng hiện có của Nga và một số cường quốc quân sự khác, tôi không biết làm thế nào giới lãnh đạo Kiev có thể coi đây là những vũ khí có thể giúp thay đổi cuộc chơi, ông Rasmussen nói. Ông lưu ý rằng khi nói đến cuộc chiến ở Ukraine, Leopard chưa xuất hiện với tình trạng tốt nhất. Tôi nghĩ áo giáp có lẽ không đủ, và súng cũng chưa hoạt động đầy đủ với sức mạnh. Vì vậy, nó gây áp lực rất lớn lên bản thân hệ thống vũ khí, không chỉ Leopard, mà có lẽ với tất cả những hệ thống vũ khí của Rheinmetall. Đặc biệt, một số lỗ hổng của Leopard đã bộc lộ trong cuộc phản công, chẳng hạn như áo giáp bảo vệ và khả năng cơ động của chúng, nhưng có khả năng xe tăng đã không được lực lượng Ukraine triển khai chính xác về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, ông lưu ý rằng danh tiếng của Rheinmetall cũng bị ảnh hưởng nặng nề do Leopard không đáp ứng được sự cường điệu của giới truyền thông đã dành cho nó trước khi xuất hiện trong cuộc chiến tại Ukraine. Tôi không biết giá cổ phiếu của họ đang như thế nào hay doanh số bán hàng ra sao. Họ là nhà cung cấp chính không chỉ có xe tăng Leopard, mà còn là nhà cung cấp chính cho B1 nhà thầu quân sự hàng đầu của Anh. Họ sở hữu khoảng 40-50% tài sản trong số đó. Họ cung cấp pháo chính cho xe tăng Abrams M2 của Mỹ. Sản phẩm của Rheinmetall được tích hợp trên nhiều hệ thống của NATO. Tùy thuộc vào việc họ nhìn thấy điểm yếu, sản phẩm của mình ở đâu, vì vậy, việc Leopard hoạt động chưa thực sự hiệu quả tại Ukraine do nhiều nguyên nhân, ít có tác động tiêu cực đến danh tiếng của Rheinmetall. Tôi nghĩ khi một số người nói rằng khả năng sản phẩm của họ đang bị nghi ngờ, đó là lúc mọi người có thể đang tìm kiếm những đối thủ cạnh tranh khác. Có thể họ sẽ chuyển sang xe tăng Mỹ, Anh hay thậm chí là Pháp và Hàn Quốc, chuyên gia Rasmussen nói. Tuy nhiên, ông dự đoán rằng Rheinmetall cuối cùng sẽ rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình và khắc phục Leopard, để dòng xe tăng này có thể tác chiến tốt trong mọi điều kiện thời tiết và khí hậu. Nhưng điều này có thể mất một thập kỷ hoặc hơn. Leopard đã hoạt động được một thời gian dài. Có lẽ nhà sản xuất đang học hỏi những gì đang diễn ra với Leopard tại Ukraine. Và họ là một trong những công ty lớn nhất ở Đức, tôi nghĩ họ có gần 30.000 nhân viên, họ có quan hệ đối tác trên toàn thế giới. Vì vậy, họ có khả năng bắt kịp thời đại, nhưng trước hết phải thực hiện một số phân tích nghiêm ngặt, và có thể phải mất 10 năm để làm việc trong một phiên bản Leopard mới, chuyên gia Mỹ kết luận. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.